Hello cả nhà thân thương, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Ca. Ngày mới chúc cả nhà nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và luôn thành công nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ với mọi người về cái một mô hình mà đang hot ở tại nông thôn quê mình. Đó là năm nay, đó là cái mô hình trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao cho tất cả mọi người nha. Mời mọi người cùng theo dõi nha. Trồng ớt bao la bạc ngàn luôn mọi người ơi, nhìn là nguyên một màu xanh luôn nè. Ớt thì chưa có chín nhiều lắm, trái xanh rất là nhiều luôn nè. Nông dân năm nay là trúng mùa mà cũng được giá luôn mọi người. Mời mọi người tham quan nha. Đây, ớt quá trời trái luôn nè. Trái chùm luôn nha. Đó, theo như cái kỹ thuật trồng ớt ở tại quê mình đó thì hàng cái là hàng to này nè các bạn. Để mình đi tới đi lui nè ha. Là khoảng 6 tấc rưỡi. Cái hàng con á, là bụi này là bụi kia á, là nếu mà trồng đúng kỹ thuật á tầm khoảng 3 tấc nha mọi người. Là lúc đó khi ớt nó có trái lên là trái rất là nhiều. Và mình đỡ phí được cái khoảng trống đất. Và cái điều đặc biệt đó là hai hàng này, biết sao mọi người, biết sao mà nó thưa hơn so với hai hàng giữa này không? Tại vì cái này để người ta đi tới đi lui, người ta có thể tưới phân hoặc là xịt thuốc gì đó. Còn ở trong này thì hai hàng này nó hơi dày hơn chút để khi người ta thu hoạch. Giờ mình cũng quay chia sẻ với cả nhà về toàn cảnh, về cái cảnh đẹp nông thôn quê mình đó. Ớt hôm nay rất là trúng mùa và được giá luôn nha cả nhà. Thời tiết rất là thuận lợi cho việc trồng ớt. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ cái chủ của đám ớt này, hay gọi là cái chủ vườn á, để mình chia sẻ về cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm trồng ớt sao cho nó đạt hiệu quả cao nha. Mời cả nhà cùng đi theo mình nha. Rồi, đi cả nhà ơi. Anh ruột của anh hả? Dạ. Dạ là biết á. À, 6 công, hai người được 6 công. Hai người được 3 công. À, chỗ đó từ đó qua đó 6 công á hả? Dạ. Ờ đó là đẻ. Bẻ chân điếm tiền mệt luôn á. Ờ năm rồi cũng te tua. Năm rồi lỗ hả? Ờ có quà chứ lại đánh rồi đó. Rồi mà nó cực mà không. Không có lời nhiều nha. Hôm nay là vô mánh rồi. Trời, thời tiết lạnh này nè, có giá. Thằng ấy thằng trường cho lẽ nó 3 công mấy, thằng 4 công nữa, bây hôm nay 600 hay gì 600 ký ha. 600 triệu là bé cân thắng mấy quá.
bị cái đồng bởi nó bơm trước, bị lại bơm sau bởi sau, nó thằng nôn bên trên nôn gan nôn ruột trên nôn bây giờ mà giá cả nó mắc nặng nè. Dạ. Đất này chứ trời lạnh quá, giá cũng bất bền rồi, cái vốn đẩy ra nhiều lắm. Một công vậy là mình khoảng bao nhiêu triệu tiền vốn nhất tới lúc mình vẽ được á? Công là từ 20 mấy triệu đó. Bây giờ cao vậy đó hả? Công từ 20 mấy triệu. Hồi đó mặn khoảng 10 mấy triệu rồi là đã vẽ được, bây giờ 20 mấy triệu luôn. Phần giờ mình tính này phần vậy là gãi 10 ngày gãi, nó đâu tính bao đâu. Tính hoài tới 10 ngày nè, khi 7 ngày gãi, 7 ngày gãi. Anh không có cấy phân hả? Không, gãi không. Sao không cấy phân nó tiết kiệm hơn á? Gãi gãi. Ở đây có cấy phân không? Ở đây người ta là mình có cấy phân. Chứ mày căn gian mặn em thấy ta cấy phân không à? Cấy thì đời nào mà con này gãi ăn hoài tới. Mình bơm vô mình thứ vô góc vậy. Mình gãi một chút rồi thì tốt. Không có mình cấy là mình giống như mình rất mềm này, mình dọn nọc rồi mình lóc lỡ, mình để nó ăn từ từ thì nó đỡ hao phân hơn. Đỡ chứ cái nó nhọc công. Người ta bưng cái gãi gì thì nó nhanh, nhưng mà còn cái giọng mà bỏ lỗ vậy hả, nó mau ra mau hết thì cứ nó cũng rút vô đó thành tan vậy đó. Cho vô cái tai lỗ mình mắc giọng nè, nó lâu lắm, 10 ngày gãi lần coi 10 ký, còn cả bao trên bao giữ dần trần. Tại vì tùy chắc tùy theo đất, đất nhiều khi đất nó yên hơn ngoan hơn thì người gãi bằng lưỡi còn bằng lưỡi gái đến đó mà cái liếp nó xanh đi hái lại cha chưa. Cái gái gì có gái vô không? Đất ở đây nó có hàng nhiều không? Đó, đổ có hàng. Gái vô đầy dữ. Chú bên này chú trồng sao hơn chút chứ chưa ấy? Chưa chín. Nó sao sao? Sao tự? Sao mấy ngàn là vô mánh rồi, đồng lại vô mánh. Công thường thường ở đây phân mấy tấn? Trứng thì có nhất thì 2 tấn. Không rồi trứng cũng nhất không 2 tấn rồi đó ha. Rồi mấy cổ sao thì ghiêng con trứng đó nha. 2 tấn thì người mặn tấn, tấn rưỡi thì đủ thứ á. Sao người mặn á thì đạt hay không. Trái nóc hết trơn, trái quá trời trái luôn. Mà sao cái vàng nó cũng không được cao, là tại mình để nó thấp. Mấy trái sớm tại vì lấy trái cái một nè, chứ còn của người ta lấy trái nó ăn cái chuyền thì nó cao chuyền, nhưng mà chuyền nó thì khó, nó sẽ xảy ra nhiều cái giống như gọi là bệnh lặt vặt lung tinh đó. Chuyền nó ngon á. Gì hả? Sao lúc này lấy bông lấy cái một mà thì có giá mà tính quýnh gỗ quýnh cái một mẹ cho nó mà nôn hết trơn. Cũng nhiều nghe vẻ công lần tấn mấy, 2 tấn lần trăm mấy chịu. Đây tới Tết rồi, con cũng vẽ được vài cờ. Tết nữa là có giá đỡ. Rồi không có giá luôn. Còn không có giá con mệt mỏi đó chứ. Ý vậy rồi. Người ta đi Bình Dương nhiều lắm đó. Ông ta bà hà thì giống như lắm, như thấy vậy đó. Mình chạy được qua thì qua này mình chạy năm, chạy nhiều năm. Ở Việt Nam đủ chút. Ở Việt Nam bác chị biết con có 20 triệu đó. Chị biết 20 triệu con. Bẻ cái này tháng 5.000 ký nữa. 5.000 ký hôm nay á, đất mẹ 5 triệu rồi. Tiền miếng đất 5 triệu con. 5 triệu con rồi. 1 năm á. 5 triệu rồi phân biết như phân lắm. Đất thằng này không phải của anh sao? 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 Không phải của cái chút tiền công ấy, trời lạnh thì có giá đang lạnh nè. Trời ơi, nãy giờ tôi bắt rồi. Tôi bắt bổ ngang nè, đánh biển đồng đánh. Chứ không, dạ. nó đắp mệt thôi không, mà lạnh. Nó lạnh quá, trời lạnh luôn mà sao không ăn. Ra mà đậm hút được. Ở dưới miền Trung năm nay cũng đổ dòng trọt thì được nhiều mấy vùng lũ hết nữa. Nó lục 6 tỉnh nữa. Cái núi lỡ mà. Chứ vợ sang bằng gì kìa. Đây thấy trồng cũng đều quá, đều luôn đó. Khoảng cách mà mấy tấc, ba tấc, mấy ba tấc, hai tấc, tấc rưỡi. Có cái ba tấc cái vừa vừa hơn, có cái hai tấc rưỡi, hai tấc rưỡi. Vậy là có cái chỗ rồi, đứng qua đây à.
có mà hoặc hàng cái hình như thấy khoảng 6 tấc hay gì vậy. Hai hàng này thì khoảng 6 tấc gì, 6 tấc hơn cái kính. Cái đường đi rồi kính giữa thì nó dày hơn. Cây cách cây thì chấm lại nè. Tại vì thấy nó ớt nó chưa ác mà phủ đều quá rồi. Trồng cái cây này chứ mới. Trồng kỹ thuật cũng dữ dằn lắm. Để rồi. Năm rồi đi qua là ở đây thấy cũng thấy trồng này nè. Cái cao rất là nhiều. Nay hơi thấp hơn. Không mà bẻ qua được trái tự động phóng lên nữa à. Vô khoa cái kịch nữa mà nhảy lên. Có bông là phóng lên liền. Té con. Mày đó có bằng lúa không anh? Có. Bằng lúa nhỉ. Ai dừng lại em ơi, bé ơi. Bà hay là không. Rồi ta nghĩa năm nay người ta đang khóc rồi, ta đang hái nè. Cái chân đưa lên. Ở ngoài đó anh chậm gì ngoài đó cái gì? Dạ, để nha. Chậm để trong gì ngoài đó. Bà ơi, bà chậm dừng cho. Bí rồi có giá không? Bà ơi, bà chậm dừng cho. Đâu hả? Có 3.000 ký hả? Sao có lời trời. Dễ dữ trời. Để em tập tắt. 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 Để em tập t